Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa TV. Người ta cứ nghĩ rằng cuộc đời cầu thủ như thế là đã chấm dứt với Paul Pogba sau khi anh nhận án thi đấu cấm 4 năm từ các nhà chức trách. Lý do là bởi họ phát hiện trong máu của anh có chứa chất kích thích có khả năng làm gia tăng hiệu suất thi đấu. Pogba khi ấy đã liên tục kêu oan và khẳng định lương tâm mình trong sạch. Cuối cùng thì công lý cũng đã mỉm cười với anh chàng này. Theo đại diện của Tòa án Thể thao Quốc tế CAS, các chuyên gia hoàn toàn đồng tình với giải thích của cầu thủ bóng đá người Pháp Paul Pogba. Nhiễm doping là do anh đã vô tình uống phải chất cấm, không phải cố tình. Vào tháng 9 năm 2023, tuyển thủ Pháp đã bị cơ quan chống doping quốc gia Ý cấm thi đấu tạm thời sau khi anh có kết quả xét nghiệm dương tính với DSEA, một chất cấm giúp làm tăng nồng độ testosterone. Vâng thưa quý vị, tuần trước CSA đã tuyên bố tiền vệ Paul Pogba được giảm án. Cầu thủ 31 tuổi thở phào nhẹ nhõm. Cơn ác mộng đã kết thúc. Và với việc kháng án thành công, Pogba, người có hợp đồng với câu lạc bộ Juventus đến tháng 6 năm 2026, sẽ đủ điều kiện trở lại thi đấu vào tháng 3 năm 2025. Trong tuyên bố của mình, CAS cho biết Pogba đã giải thích việc anh uống nhầm chất này là không cố tình. Và vụ việc xảy ra sau khi anh dùng một loại thực phẩm bổ sung được một bác sĩ ở Florida, Mỹ kê đơn. Pogba đã được đảm bảo rằng bác sĩ, người đã tuyên bố điều trị cho một số vận động viên cao cấp của Mỹ và quốc tế, có hiểu biết và sẽ lưu tâm đến nghĩa vụ chống doping của Pogba theo Bộ luật chống doping thế giới. Trường hợp Pogba được nhiều chuyên gia ủng hộ, phần lớn bằng chứng do Pogba đưa ra đều không bị phản đối. Tuy nhiên, hội đồng CAS đã xác định rằng Pogba không phải là người hoàn toàn vô tội và với tư cách là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh ấy phải hết sức cẩn trọng trong trường hợp như thế này. Lần gần nhất Pogba có mặt trong một trận đấu đó là chiến thắng 2-0 của Juventus trước Empoli đã hơn một năm trước. Anh đã có một mùa giải thứ hai đáng thất vọng với Juve do chấn thương liên miên. Kể từ khi trở lại đội bóng có trụ sở tại Turin sau khi rời Manchester United theo diện chuyển nhượng tự do vào năm 2022. Mặc dù vậy, nhiều nguồn tin cho biết Pogba và Juve sẽ đường ai nấy đi trong thời gian tới. Mới đây, cựu danh thủ Patrick Evra đã lên tiếng tiết lộ rằng gần như chắc chắn Pogba sẽ chia tay Juventus. Cựu hậu vệ của MU đồng thời tiết lộ biến đỗ khả thi cho người đàn em. Tôi nghĩ rằng 99% chúng ta sẽ không được chứng kiến Pogba thi đấu trong áo của Juventus nữa. Cậu ấy cần bước sang một trang mới trong sự nghiệp. Tôi sẽ gọi điện để nói chuyện với Benatia, giám đốc thể thao của Marseille, về trường hợp của Pogba. Cánh cửa vẫn mở ra cho cậu ấy. Pogba được cho là cầu thủ nhận lương cao nhất tại Juventus thời gian qua. Đội bóng Thành Turin muốn chia tay cầu thủ người Pháp để giảm tải quỹ lương trong đội. Được biết, bà đam gia Thành Turin hoàn toàn có quyền chấm dứt hợp đồng với Pogba mà không cần mất khoản tiền đền bù. Lý do là bởi việc anh sử dụng chất cấm đã vi phạm trong quy định hợp đồng giữa đôi bên. Bản thân cầu thủ người Pháp cũng đồng ý rằng một khởi đầu mới sẽ là giải pháp tốt nhất cho anh, cho cả Juventus. Và anh sẽ bắt đầu tìm kiếm câu lạc bộ mới khi trở thành cầu thủ tự do. Cựu cầu thủ của Manchester United cũng không từ bỏ sự nghiệp quốc tế và anh sẽ nỗ lực hết mình để có thể một lần nữa chơi cho đội tuyển Pháp. Liên đoàn bóng đá Pháp đã ủng hộ Pogba trong thời gian anh bị treo giò và đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh anh mặc trang phục đặc trưng của đội tuyển Pháp để bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với anh. Vấn đề bây giờ là Pogba sẽ đi đâu sau khi rời Juve. Từ bản thân cầu thủ này hiểu rằng bây giờ anh không còn ở giai đoạn được cả thế giới thèm khát như 8 năm trước, thời điểm mà Man United đã phải bỏ ra đến 89 củ bảng mới mua được một tiền vệ mà họ từng đào tạo từ nhỏ. Pogba giờ đây đã 31 tuổi. Tiền sử chấn thương cũng tương đối dày đặc, mức lương thì lại quá cao. Nhưng còn một vấn đề nữa là hầu hết các đội bóng lớn đều đã sở hữu một tiền vệ có khả năng sáng tạo cao rồi. Manchester City vẫn còn đó Kevin De Bruyne, dự phòng thì còn có Phil Foden. Arsenal sở hữu Martin Odegaard. Chelsea thì có Enzo và đặc biệt họ có Cole Palmer. Tottenham sống bằng niềm cảm hứng mang tên James Maddison. Barca họ đang đặt tương lai vào Lamine Yamal. Bayern Munich thì muốn xây dựng đội hình xung quanh Musiala. Còn một là Real Madrid thì họ không còn hứng thú đầu tư vào một cầu thủ vừa lương cao lại vừa nhiều tuổi như Pogba nữa. Có thể thấy thời gian gần đây, kênh kênh trắng đều mua những ngôi sao từ 25 tuổi đủ lại. Và thật hài hước là chỉ còn mỗi Manchester United đang rất cần một mẫu cầu thủ như Pogba. Người đảm trách vai trò sáng tạo tại nhà hát của những giấc mơ trong vài năm qua là Bruno, đang ở đáy phong độ rồi. Ở trận gặp Aston Villa, nhiều người ước rằng giá mà ban tổ chức Premier League không xóa thẻ đỏ của anh. Bởi lẽ Bruno tiếp tục cho thấy phong độ siêu tệ, anh nhiều lần để mất bóng dẫn đến tình trạng báo động cho hàng thủ đội nhà. Chưa kể, với vai trò kết nối hàng công, Bruno cũng gặp khó trong việc triển khai bóng lên phía trên. Trước đó, ở trận đấu với Porto tại Europa League, cầu thủ 30 tuổi cũng cực kỳ mờ nhạt. Anh thực hiện 3 cú sút, nhưng chẳng lần nào đi trúng đích. Chỉ nhận về 5,6 điểm từ trang WhoScore. Đây là số điểm thấp nhất trong trận đấu. Đáng chú ý, Fernandes còn nhận thẻ đỏ do phải nhận 2 thẻ vàng. Đánh dấu trận đấu thứ 2 liên tiếp, anh bị truất quyền thi đấu. Từ đầu mùa cho tới hiện tại, Fernandes luôn được huấn luyện viên Ten Hag tin tưởng xếp đá chính cho đeo băng thủ quân. Nhưng cầu thủ người Bồ Nha lại chưa thể ghi bàn. Ngoài ra cũng chỉ có 4 kiến tạo sau 9 trận đấu trên một đấu trường, dù mang danh là nhạc trưởng của Manchester United. Trước đây Bruno bị chê, chỉ biết tỏa sáng ở những trận cầu nhỏ. Còn hiện nay mọi thứ trở nên trầm trọng hơn nhiều khi cầu thủ CM94 im tiếng trong hầu hết các trận đấu của Man United,
từ to đến nhỏ. Mấy đối nho nhỏ cũng khiến anh tậm tịt. Với phong độ lúc này thì Bruno không hề xứng đáng làm đội trưởng của MU hiện tại. Anh giống như một mắt xích lỗi làm thụt lùi của cả đội ở chủ sân Old Trafford. Huấn luyện viên mười khó thì cần quyết đoán loại bỏ Bruno khỏi đội hình xuất phát của MU. Dù cho ông không có được sự phục vụ của Mason Mount vì cầu thủ này chấn thương. Joshua Zirkzee cũng nên được trao cơ hội thi đấu ở vị trí của Fernandes. Ngôi sao người Hà Lan có khả năng chuyền bóng không hề tồi và còn là mẫu cầu thủ thích chơi lùi sâu. Nhưng một phương án điên rồ không hề kém, đó là mang Pogba trở lại Old Trafford. Phải thừa nhận rằng cuộc chia tay của đôi bên không hề êm đẹp. Man United không thu lại được một xu khi để anh quay về Juventus. Đã thế, cầu thủ người Pháp còn nói rằng anh sẽ khiến Man United phải ân hận vì không gia hạn với mình. Mặc dù vậy, nếu dựa vào lý thuyết thì Pogba chính là người mà Man United đang rất cần. Đó là một mẫu tiền vệ có khả năng tung ra những đường chuyền sắc lẹm hoặc tự mình ghi những bàn thắng bằng những cú dứt điểm trái phá từ tuyến hai. Đó là hai yêu cầu mà Bruno đều đang thể hiện rất kém cỏi. Và một đặc điểm vượt trội của Pogba so với người đồng đội cũ, đó là khả năng cầm bóng khéo léo. Nếu như Bruno động vào là ngã, thì kỹ thuật, thể hình của Pogba nếu có 100% thể lực, giúp anh là một con quái vật ở khu vực tuyến giữa, mà muốn lấy bóng thì chỉ có cách phạm lỗi. Pogba là một trường hợp tương đối đen đủi. Khi còn ở Man United, anh chơi hay ở giai đoạn khi mà Nemanja Matic và Ander Herrera đã càn quét bên dưới. Nhưng rồi, một người thì ra đi, khiến anh bơ vơ và bị ép phải đá tiền vệ phòng ngự. Nhiệm vụ mà Pogba chẳng hề muốn chơi. Sau này Man United đã đưa về Bruno thì vai trò của Pogba lại bị hạn chế đi. Vậy công thức để Pogba đá hay nhất là gì? Đó là chơi với sơ đồ 4-3-3 và để cho anh tự do sáng tạo. Chỉ cần có một cặp tiền vệ sen đầm càn quét ở phía dưới, tự khắc Pogba sẽ giúp cả đội thăng hoa. Từ đội tuyển Pháp cho đến Juventus, Pogba đều đã chứng minh điều đó. Manchester United hiện tại đã có cặp Ugarte và Casemiro hoặc Ugarte, Kubi Mainu. Thế nên lúc này Pogba trở về, anh có khả năng tỏa sáng rất cao. Một thuận lợi nữa đó là tiền vệ xăm 93 không mất phí chuyển nhượng nếu anh rời Juventus trong thời gian tới. Vấn đề là Manchester United có muốn đưa về một bản hợp đồng từng khiến họ rất đau hay là không? Vâng, thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.